Xin chào các bạn. Ải Chi Lăng là một quan ải rất nổi tiếng trong lịch sử dân tộc Việt Nam, gắn liền với những chiến công hào hùng của cha ông trong công cuộc chống giặc ngoại xâm phương Bắc. Ngày nay, Ải Chi Lăng nằm tại huyện Chi Lăng thuộc tỉnh Lạng Sơn, đã trở thành một khu di tích lịch sử xếp hạng đặc biệt của Việt Nam. Theo các nguồn sử liệu, năm 1020, vua Lý Thái Tổ cho mở đại lộ thông quốc, làm đường đi sứ và buôn bán với phương Bắc được thuận tiện. Con đường này qua Ải Chi Lăng, nơi có núi Hàm Quỷ nên được gọi là Quỷ Môn Quan. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí mô tả quan ải này: cửa quan Quỷ Môn ở phía nam Châu Ôn, Lạng Sơn thuộc địa phận xã Chi Lăng. Đường ải nhỏ hẹp, đá núi hiểm cao, phía tây gần khe sâu, nước độc không thể uống, hình thế hiểm ác. Về mặt địa lý, quan ải này không phải là một cửa quan thông thường, nó là một hiểm địa do thiên nhiên tạo ra. Đây là một thung lũng với sông Thương chảy qua, trải dài gần 20 km từ xã Mai Sào đến thị trấn Chi Lăng. Hai bên thung lũng là các dãy núi, phía đông là dãy núi Thái Họa, Bảo Đài, còn phía tây là dãy núi đá Cai Kinh. Ven thung lũng còn có những ngọn núi thấp rải rác càng làm quan ải này khó đi, như núi Hàm Quỷ, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Mã Yên. Trong đó, điểm chốt yếu của ải Chi Lăng là đoạn thung lũng hình bầu dục, bắt đầu từ núi Hàm Quỷ đến ngõ Thề. Tại hai điểm núi này, hai đầu thung lũng được thắt lại bởi hai vòng cung núi cao hai bên. Trọng địa này dài 5 km, phình to ở giữa, chỗ rộng nhất khoảng 3 km. Để đi từ phương Bắc xuống, chỉ có một con đường độc đạo duy nhất từ cửa con quỷ, Quỷ Môn Quan, núi Hàm Quỷ, kinh sợ trước khi đi ra tại cửa lũy núi Ngõ Thề, nơi quân Việt đang thề xả thân không cho chúng qua. Tại hai điểm này, quân Việt còn xây dựng các hệ thống lũy ải dựa vào địa thế của núi, tạo nên một vùng hiểm địa mà khi lọt vào khó có thể thoát ra. Với địa thế hiểm yếu này, Ải Chi Lăng nhiều lần được chọn làm nơi quyết chiến của dân Việt để tiêu diệt quân xâm lược từ phía Bắc. Trong suốt các cuộc xâm lăng của kẻ thù phương Bắc, từ nhà Tống, Nguyên, Minh, Thành, đường bộ luôn là hướng tấn công chủ yếu và Lạng Sơn luôn được coi là vị trí mục tiêu. Lý do vì Lạng Sơn là nơi bằng phẳng và đủ rộng để kéo đại quân vào nước Nam. Các hướng còn lại như Quảng Ninh, đường bộ bằng phẳng nhưng không đủ lớn, đường thủy lại quá nguy hiểm. Nhưng với Lạng Sơn, chúng có thể tụ đủ quân, mà nếu kiểm soát được mục tiêu này, tức là đã chiếm được cửa ngõ Châu Thổ sông Hồng và chỉ còn 150 km dọc đường Cái Quan, phần lớn quốc lộ 1A ngày nay, là có thể tiến chiếm kinh đô Thăng Long, nước Việt. Với quân giặc ngoại xâm, chỉ có một chướng ngại duy nhất trên con đường Bách Lý từ Nam Quan tại biên giới vượt Lạng Sơn về Thăng Long, đó là ải Chi Lăng, một tử địa, thập nhân khứ, nhất nhân hoàn, tức 10 kẻ đi thì một kẻ quay về được. Đúng như lịch sử, nơi đây nhiều lần đã chứng kiến dân tộc Việt đã đánh tan nát quân xâm lược phương Bắc. Năm 981, đại hành hoàng đế Lê Hoàn ghi đậm chiến công khi chủ động chặn đánh, tiêu hao lực lượng quân Tống xâm lược Đại Cồ Việt lần thứ nhất tại ải Chi Lăng. Năm 1077, trước nguy cơ xâm lược lần thứ hai của nhà Tống, phụ quốc thái úy Lý Thường Kiệt về Chi Lăng gặp phò mã Thân Cảnh Phúc, lập chiến tuyến Quyết Lý và Giáp Khẩu dựng tại ải Chi Lăng. Sau đó Thân Cảnh Phúc và người dân xứ Lạng liên tục chặn đánh, sau đó quấy phá quân Tống khi đi qua đây, góp sức đánh tan quân xâm lược. Năm 1285, trong cuộc tấn công lớn nhất mà Đại Việt từng phải đối mặt của quân Nguyên Mông xâm lược lần thứ hai, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã mai phục quân lính, đánh chặn, tiêu hao quân giặc tại ải Chi Lăng. Cuối năm 1427, ải Chi Lăng tiếp tục trở thành trọng điểm chặn giặc và là nơi ghi công một trong những trận đánh nổi tiếng nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của Việt Nam, đó là chiến thắng Chi Lăng, Sương Giang. Đạo quân chủ lực của nhà Minh do An Viễn Hầu Liễu Thăng chỉ huy, với 10 vạn quân kéo sang để dẹp khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo. Trận này quân Lam Sơn đón đường, đặt quân mai phục tại Chi Lăng, chém chết Liễu Thăng tại núi Mã Yên. Ngày nay, phía nam ải Chi Lăng có hai khối đá lớn. Một khối có hình dáng giống như thanh kiếm khổng lồ, gọi là Lê Tổ Kiếm, thanh kiếm của vua Lê Thái Tổ, và một tượng đá có hình dáng như một người quỳ gối và bị cụt đầu, gọi là Liễu Thăng Thạch, tức đá Liễu Thăng, ám chỉ tướng Liễu Thăng bị Lê Sát chém cụt đầu tại ải. Qua thế kỷ 18, dưới thời hoàng đế Quang Trung, ải Chi Lăng lại một lần nữa vang danh khi quân Tây Sơn đuổi đánh giặc nhà Thanh phải kinh hoàng bạt vía. Đến thế kỷ 20, năm 1979, khi quân Trung Quốc tấn công biên giới phía Bắc, quân đoàn 14, hay còn gọi là quân đoàn 5 được thành lập, vinh dự mang danh hiệu là binh đoàn Chi Lăng, có nhiệm vụ phối hợp với quân dân xứ Lạng tham chiến tại mặt trận Lạng Sơn. Ngày nay, tại Quỷ Môn Quan, ải Chi Lăng có đền thờ Quan Trấn Ải, thờ các vị anh hùng dân tộc đã xả thân vì đất nước. Kế đó không xa là núi Mặt Quỷ, với vách núi có những hãng vách đá tạo thành hình dáng khuôn mặt quỷ,
khiến lũ giặc phương Bắc phải kinh sợ khi đi qua đây. Trong khi người dân địa phương không coi núi là biểu tượng của cái ác, nỗi sợ, mà ngược lại như một vị thần hộ mệnh, bảo vệ cuộc sống bình yên nơi đây. Các công trình khác như tượng đài, bia chiến thắng, bảo tàng cũng được xây dựng tại đây để ghi nhớ truyền thống của cha ông, nhắc nhở các thế hệ sau về công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Các bạn nghĩ sao về Ải Chê Lăng, hãy cho chúng tôi biết ở bên dưới phần bình luận nhé. Nếu cảm thấy thú vị, đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và tiếp tục đồng hành với kênh. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.